Rap Việt Nam có những cái tên không chỉ nổi tiếng với tài năng âm nhạc mà còn ghi điểm với sự thành công về mặt tài chính. Họ đã xây dựng được danh tiếng và sở hữu khối tài sản ấn tượng, đưa ra cái nhìn mới về cuộc sống xa hoa và thành công trong ngành công nghiệp âm nhạc. Hãy cùng blog giải trí tìm hiểu xem họ là những ai nhé! 1. Rapper Binz. Cái tên đứng đầu danh sách không thể không kể đến gã trai lớn thành thị Binz. Mặc dù rất ít khi nói về chuyện tài sản cá nhân, nhưng khán giả hoàn toàn có thể nhận ra sự giàu có của Binz thông qua cơ ngơi trị giá 28 tỷ nằm tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hay những lần anh đầu tư làm MV hoặc đơn giản chỉ là những bộ trang phục phụ kiện khoác trên người. Mức độ giàu có của Binz có thể kể đến bộ sưu tập trang sức từ vàng đến kim cương của anh. Anh cũng đã khiến khán giả trầm trồ khi sử dụng các loại bọc răng vàng kim cương xuất hiện trong các MV và trên sóng truyền hình. Bên cạnh đó, trong MV Big City Boy, Binz đã khiến dân tình mắt chữ O mồm chữ A bởi sự xuất hiện của đôi giày thể thao bằng chất liệu vàng 14K có trị giá hơn 300 chỉ vàng mỗi chiếc, tương đương với gần 1 tỷ đồng, được thiết kế riêng cho anh. Hơn nữa, Binz còn chịu chơi đến mức khi đúc hẳn một chiếc nhẫn vàng 18K mang tên mình để làm đạo cụ đóng MV. Theo như anh chia sẻ, vàng 18K là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất khoảng 75%, còn lại 25% là hợp kim quý. Ngoài kim cương, nhẫn, đồng hồ đắt đỏ, Binz còn thích sưu tập xe cổ. Chiếc xe cổ Mercury Cougar trị giá khoảng 1 tỷ đồng xuất hiện sau lưng Binz trên sóng Rap Việt mùa 1 cũng thuộc quyền sở hữu của anh chàng. Bên cạnh đó, anh còn di chuyển bằng nhiều siêu xe tiền tỷ khác như BMW i8 hay Lamborghini Aventador. 2. Karik. Nói về độ giàu có của các rapper Việt, Karik cũng là một cái tên không thể bỏ qua. Gần 10 năm hoạt động nghệ thuật và hiện tại có sự nghiệp vững chắc trong showbiz, không quá khó hiểu khi Karik sở hữu khối tài sản đồ sộ sau nhiều năm theo nghề. Năm 2018, anh chàng đã có thể mua nhà riêng cho mình và mẹ ruột và sở hữu nhiều xế hộp tiền tỷ. Nam rapper cũng thường xuyên xuất hiện với những trang phục đắt đỏ đến từ những thương hiệu đình đám toàn cầu như Chanel, Louis Vuitton, Gucci. Đỉnh điểm, vào đêm chung kết Rap Việt mùa 1, Karik đã diện đôi giày bản giới hạn lên đến 10.000 USD, khoảng 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, theo tiết lộ từ Ricky Star, Jidaki và MCK, Karik còn bí mật gửi cho mỗi người một đôi giày có giá trị khủng để cổ vũ tinh thần. Ngoài ra, với những hình ảnh trên trang cá nhân, có thể thấy nam rapper còn có sở thích với xe phân khối lớn. Đặc biệt, nam rapper còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh khi sở hữu một quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh và một tụ điểm giải trí lớn ở Đà Nẵng. 3. Wowy. Bằng chứng cho độ giàu có của mình là trong chương trình Rap Việt mùa 1, Wowy liên tục diện những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Điển hình như anh chàng đã từng diện chiếc quần và giày đến từ thương hiệu Dsquared2 có giá trị lần lượt là 20 triệu đồng và 42 triệu đồng, đi kèm là chiếc kính Gucci được thiết kế riêng tại Nhật Bản với trị giá khoảng 15 triệu đồng. Đặc biệt nhất không thể không kể đến sợi dây chuyền vàng 18K nặng 6 lượng có giá lên đến nửa tỷ đồng của anh. Đây là tác phẩm nghệ thuật đương đại đắt giá có liên quan đến hip hop của The Propeller Group. Bên cạnh đó, Wowy cũng đã từng xuất hiện với hình ảnh cá tính trong set đồ chất liệu da có giá hơn 450 triệu đồng. Ngoài ra, ngay từ khi nhận team, Wowy cũng đã không ngần ngại khi tặng cho mỗi thí sinh của mình một đôi giày thể thao với giá khoảng 5 đến 20 triệu đồng một đôi. 4. Suboi. Không quá phô trương nhưng khán giả chắc mẩm Suboi cũng thuộc top giàu có trong giới rapper Việt bởi cô luôn có những sản phẩm được đầu tư chỉn chu và những lần xuất hiện cùng các outfit hàng hiệu như Chanel, Embass. Nữ rapper duy nhất trong rapper mùa Việt đã từng diện áo thun dài tay form ôm từ bộ sưu tập Xuân Hè 2020 của thương hiệu Embass có trị giá là 8,8 triệu đồng. Ngoài ra, cô nàng cũng đã từng mặc chiếc bomber jacket có giá trị lên tới 46,7 triệu đồng. Đặc biệt, Suboi còn từng chi tiền giúp đỡ rapper Táo thực hiện MV Blue Tequila. Những điều đó chứng tỏ Suboi đã tích cóp được khá khá tài sản sau nhiều năm hoạt động giải trí. 5. Big Daddy. Mặc dù không có thông tin chính thức về độ giàu của Big Daddy, nhưng dựa trên sự thành công và sự nổi tiếng của nam rapper, có thể đánh giá rằng Big Daddy cũng sở hữu khối tài sản đáng kể. Vào năm 2020, để thể hiện tình cảm với bà xã, nam giám khảo Rap Việt mùa 3 đã không ngại chi gần 2 tỷ đồng mua xế hộp Mercedes-Benz GLC 250. Chiếc xế hộp màu đen sang trọng là phương tiện di chuyển thích hợp cho gia đình cặp đôi mượn rượu tỏ tình khi cả hai đã có 2 con nhỏ. Bên cạnh đó, khi còn là giám khảo tại King of Rap, những bộ trang phục của anh cũng khá đầu tư và gây ấn tượng. Nam rapper đã từng diện outfit với tổng giá trị khoảng 53 triệu đồng đến từ thương hiệu Pam Angel. Ngoài ra, ông xã Emily cũng rất mạnh tay khi diện ảo Amber's Iberg, họa tiết 3D nổi bật có giá sương hơn 27,5 triệu đồng, hay jacket và quần jean đến từ thương hiệu Pleasure Beauty Tracker có giá gần 7 triệu đồng trong các lần xuất hiện ở chương trình trước đó. Đặc biệt, trong lần xuất hiện gần đây tại Rap Việt mùa 3, Big Daddy đã chọn trang phục đến từ thương hiệu Burberry, mẫu áo kẻ sọc được bán với giá gần 20 triệu đồng và quần gần 18 triệu đồng. Bạn có ngạc nhiên khi danh sách top rapper giàu nhất nhì Việt Nam được blog giải trí tiết lộ ở trên không? Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều rapper khác giàu có nhưng rất kín tiếng. Nếu bạn biết thông tin gì thêm về họ, hãy cho blog giải trí biết nhé!